việc cho đã tay. Ục bự bự không mà không vô ăn. Trời luôn. Đúng rồi, cái cây này mình nhìn mà không nhìn cái đọt là tưởng cái cây bà đằng á. Quá trời, cái gốc nó to. Mùi dế hả? Trụng sao câu cá lớn? Nó câu mồi gì mà cá bự bự, mồi bự cá bự nó mới ăn.
Đó, này nó giục dây xuống được rồi. Để đứng dưới làm chi? Có đường xuống nè. Đâu dám đi xuống nè. Làm gì không dám. Đó, xuống đó đi. Chỗ đó đứng có chỗ người ta đứng mòn luôn đó. Mấy cây măng cục của Vũ. Cái gì? Đó măng cục không á. Khu vực này măng cục mà. Khu vực này có gì đâu bên mình ngâm nào bên ông cháo gì. Không nói với ông Phi nha. Nhích 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 đó. Thank you.